Thưa quý vị, Bộ Tài chính đã có báo cáo cập nhật tiến độ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho các tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua. Đáng chú ý với số gạo hỗ trợ chính tỉnh khu vực miền Nam để thuận tiện, Bộ Tài chính đề xuất thu mua tại địa bàn để xuất cấp. Đối với hơn 75.413 tấn gạo còn lại chưa ban hành quyết định xuất cấp của chính tỉnh khu vực miền Nam, Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép mua gạo trên địa bàn khu vực nam bộ để xuất cấp về số lượng gạo xuất cấp cụ thể cho các địa phương bộ lao động thương minh và xã hội cùng với các địa phương thực hiện ra soát kỹ danh sách hỗ trợ bảo đảm tuân thủ đúng quy định về đối tượng nguyên tắc phạm vi hỗ trợ có ý kiến thẩm định làm cơ sở để bộ tài chính cấp tiếp số lượng gạo còn lại